Nặng quá không có chỗ để luôn. Rồi chú để tạm đi đi. Rồi đây thì chú trao cho con đại diện con nhận tiền giúp cho mẹ nha. Ở đây là 1 triệu nè, 1 triệu nè là tiền mua quần áo con ha. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. Dạ, Quỳnh Trung xin được phép mến chào quý cô chú anh chị. Ngày mới hôm nay thì Quỳnh Trung gửi những lời chúc sức khỏe, may mắn và bình an đến quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Hôm nay thì Quỳnh Trung tiếp tục quay trở lại câu chuyện của bé Thảo cùng đứa em trong một cái căn nhà tan nát như thế này nè cô chú anh chị. Mà nhà này là nhà của bà con cho ở đậu nữa. Về câu chuyện của hai chị em bé Thảo thì cô chú anh chị mình xem qua và được cô chú anh chị mình ủng hộ rất là nhiều. Hôm nay thì ngoài Quỳnh Trung đến đây thăm mấy mẹ con, hôm nay thì đặc biệt là có mẹ của bé Thảo ở nhà nữa cô chú anh chị. Thì tí nữa thì Quỳnh Trung sẽ trò chuyện với lại chị. Hôm nay thì Quỳnh Trung mua gạo nè, rồi mua thực phẩm nè. Thì Quỳnh Trung thăm lại và trao những cái phần quà cô chú anh chị mình yêu thương đóng góp cho mẹ con của bé Thảo. Thì không làm mất thời gian của chú anh chị nữa, Quỳnh Trung mời cô chú anh chị mình vô thăm lại mấy mẹ con. Hôm nay là nhờ thằng cu em của bé Thảo quay cho Quỳnh Trung cô chú anh chị. Thì Quỳnh Trung mời cô chú anh chị mình vào nhà để Quỳnh Trung đem mấy cái phần vô. Dạ con chào bà nha. Dạ bà là sao với lại mẹ ruột của thế con để đây. Dạ em chào chị nha. Dạ chị là mẹ của mẹ bé Thảo ha. Để trời ơi là mẹ con ăn con vừa đây con review luôn. Bây giờ hôm nay chính con cầm máy rồi ha. Đó trời ơi mẹ con ăn vậy đó hả. Dạ cho chú gắn cái là mẹ con ăn cái này là ăn gì đây. Con cũng không biết nữa. Ai nấu cái này là ai nấu đây? Mẹ con nấu. Mẹ nấu hả? Dạ. Rồi em chào chị nha. Dạ. Mình đang ăn gì đây? Ăn chầu hả? Chầu. Trời ơi. Rồi con cầm tiếp để chú ghim cái bao gạo với lại đem đồ vô. Ây cha. Thấy chú mua gì chưa? Yeah. Nặng quá không có chỗ để luôn. Rồi chú để tạm đi đi. Nhà không có chỗ ngồi. Nhà không có chỗ ngồi được cô chú anh chị. Ngồi là lót gạch như thế này nè. Đó, rồi thằng cu thì ngồi lót dép. Nãy vừa mới vô là chuẩn bị đi học hả? Con tên gì? Toàn hả? Toàn, năm nay là học lớp mấy? 3. Lớp 3 ha. Mà hồi bữa chú chia sẻ video là có một bộ đồ mà mặc mấy năm hả con? Dạ, 3 năm. Bữa nay là đứt nút luôn rồi kìa. Đứt nút có 2 bao cái. Dạ. Áo. Chị tên gì mà năm nay chị bao nhiêu tuổi? Thị Oanh 42. Chị 42 tuổi rồi. Rồi hàng ngày là chị làm công việc gì? Mọc lúa rồi hết mọc lúa thì cắt lục bình phơi. Dạ. Cắt lục bình phơi hả? Mình cái đó là mình cắt mình bán hay sao bán. Chị? Dạ. Rồi mỗi một bó lục bình gì chị bán được bao nhiêu tiền? Một tầng 2 tầng vậy được 200 300 vậy đó. Dạ. Được kiếm tiền cho nó ăn đi học. Một tuần, hai tuần mà chỉ có 200-300 à. Ừ. Mà chị đi làm suốt luôn hả? Đi, ngày nào đi, ngày nào không vậy đó thì cứ đi mất tiền cho nó đi học. Dạ. Rồi hiện tại là chỉ còn có mỗi thằng Toàn này đi học thôi. Mình đi học. Gán lo cho nó học đó chị ha. Nó đi học. Dạ. Rồi tính cho nó đi nghỉ học rồi, nó không có xe đạp, rồi mượn người ta được đó, nó đi học đó. À, là xe đạp cũng mượn luôn? Mượn. Tới giờ luôn nó chưa tả anh tả đó, xe đạp đó, xe đạp đó. Con học trường có gần đây không Toàn? Trường đá. Xa. Xa hả? Đi khoảng mấy cây số biết không? Đi khoảng mấy cây số Thảo? Đi khoảng mấy cây số? Mà khu dân cư Giòn Đá đó. Khu dân cư Tròn Đá hả? Giòn Đá. Giòn Đá. Giòn Đá. Giòn Đá. Dạ. Chị là cũng người dân tộc luôn. Người dân tộc mà. Dạ. Hôm bữa thì vô thì có hai bé thì nghe qua cái câu chuyện là anh cũng mất. Đó, anh mất thì được mấy năm chị? Gần 2 năm. Ừ, gần 2 năm rồi. Lúc đó thì bữa nay xin phép em hỏi lại là lúc đó là hai vợ chồng là làm ở trên Bình Dương ha. Dạ. Lúc đó mình có phát hiện anh bệnh chưa chị? Lúc mà phát bệnh á? Thì ông phát bệnh cỡ nửa tháng à. À cỡ nửa tháng. Bệnh viện là ông chết bệnh viện luôn rồi. Dạ dạ. Để Thảo cho chú mượn cái mic này chú gắn qua cho mẹ nha. Rồi lúc đó là anh mắc ở trong bệnh viện luôn. Bệnh viện Chà Gãy á.
Dạ, là ở trong bệnh viện Chợ Gãy. Rồi dạ. Đó nằm đó có tiền đó, đi làm không có tiền đó, rồi xin ta coi ổng á. Dạ. Rồi được mấy triệu à, rồi ổng chết thì có tiền bao xe bao gì gì đó thì bán đất này nè. Làm phước làm gì cho ổng đó. Dạ. Ừ. Bán đất rồi hết là được 50 triệu đó nhiêu. Bán miếng đất này chỉ có dọn dẹn 50 triệu thôi. Ờ. Dạ. Rồi giờ nhà cửa như thế này rồi rồi mấy mẹ con cứ ở đây quay quần vậy thôi. Ở chừng nào nhỏ này làm được thì có tiền xưa nhà ở, không có thôi ở vậy đó. Dạ. Rồi Thảo dự định sắp tới là khi con khỏe bệnh rồi con làm cái gì? Con đi làm nữa. Con đi làm công ty nữa hả? Dạ. Mà giờ cắt cái nhà là cũng phải gần cái 100 triệu rồi, làm không biết giờ nào mà mới đủ luôn á. Làm tới đâu hay tới đó. Nếu mà được cái căn nhà tiền chế nhỏ nhỏ thôi ở cũng được á anh chị. Mừng. Được dạ. Nhà cũng mừng. Dạ. Vô thấy mấy mẹ con còn để nguyên nồi canh nè, là giống như là cây nhà lá vườn không à ha. Ừ. Có bữa là không có gì ăn luôn hả chị? Thì cũng nhầm bữa thì mình có tiền nó đi làm được á thì mua đồ ăn cho nó ăn. Dạ. Không có thì mình đi kiếm ăn cho nó ăn. Cũng vòng vòng nhau rồi. Ừ. Nói chung là bưu vào để sống thôi. Dạ. Ở đây là nấu lò củi luôn. Ừ. Dạ. Tự đi nhặt củi về mình nấu ở đây. Mà nhà này ở đây ở là hôm trước nghe Thảo nói là nhà của chú hay là của bác gì đó. Của bác Hai. Bác Hai. Bác Hai rồi nếu mà lỡ sau này bác Hai về rồi mấy mẹ con sao ở đâu đây? Vì xin mà anh ruột của anh thứ tư đó bên dạ. Đó nó chữa cổ chỗ mà ấy đó đó. Dạ. Xin cắt ở mấy xong đó làm nền rồi đó mà chưa có nhà có tiền cắt. Dạ. Mình che đỡ cái nhà nhỏ nhỏ rồi mấy mẹ con ở thôi chị ha. Ừ. Dạ. Nhưng mà giờ thời tiết cũng khắc nghiệt nè. Rồi sắp tới là em nghĩ là mưa bão cũng tới rồi, rồi mấy mẹ con dự định sao đây? Thì làm ăn đại được đấy, bằng đêm thì ngủ xuống nhà bà mẹ ngủ đó. À, ừ. Vậy là bằng đêm là ba mẹ con chị xuống như kia. Ừ. Ở đây là chỉ giống như là chỗ nghỉ ngơi rồi ăn uống là chỗ thờ phụng của anh thôi. Ừ. Dạ. Hôm nay thì em vô thăm lại ba mẹ con. Đó thì cũng có những cái phần quà cô chú anh chị quý mình thường quân mình gửi về đóng góp hỗ trợ khi mà hôm trước mà em chia sẻ video đó. Dạ. Đó thì hôm nay thì chú cũng vô đại diện cho cô chú mình thường quân mình thứ nhất là mua gạo nè, rồi mua lương thực thực phẩm đó, thì để không làm mất thời gian của chú anh chị nữa, để em đọc cái danh sách luôn. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay thì Quỳnh Trung cũng đại diện cho cô chú anh chị quý mạnh thường quân vô đây để thăm ba mẹ con của bé Thảo. Thì câu chuyện của bé Thảo thì cũng được rất là nhiều cô chú anh chị mình ủng hộ. Và mấy hôm nay thì đúng ra là Quỳnh Trung vô chào sớm, nhưng mà do nhà của Quỳnh Trung có việc á thì Quỳnh Trung đi Sài Gòn mấy ngày hôm nay thì mới về, là Quỳnh Trung tức tốc chạy vô đây để thăm lại mấy mẹ con rồi mua đồ vô luôn. Thì hôm nay thì chú cũng báo cho ba mẹ con một cái tin vui. Đó là được cô chú anh chị mình yêu thương giúp đỡ. Thì em cũng xin được phép đọc cái danh sách cô chú anh chị mình ủng hộ cho ba mẹ con ha. Thứ nhất là có một người bạn xin giấu tên ở trên Zalo gửi cho ba mẹ con là 3 triệu đồng. Dạ. Thứ hai có một người cô Diệu Hạnh gửi cho ba mẹ con 1 triệu đồng. Rồi thứ ba là có nhóm cô chú Hoa Sen Trân Như ở bên California và Arizona bên Mỹ á. Dạ. Gửi về cho ba mẹ con là 5 cái phần quà, mỗi một phần quà là trị giá 500.000, là 2.500.000 con ha. Nó thì cô chú nhóm Hoa Sen Trân Như có nhờ chú là trích ra 1 triệu để mua quần áo cho con với lại là bé tên gì, con tên gì? Toàn. Bé Toàn đó. Thì do bé Thảo là cũng lớn thiếu nữ, cô chú anh chị thì Quỳnh Trung cũng không biết là bé bặt như thế nào, rồi xê ra sao, rồi dép giày ra sao nữa, cho nên là 1 triệu này thì chú trao cho con luôn. Dạ. Để giống như là con đi mua đồ cho con nè, rồi cho em liên hệ nhà trường đó, con hỏi đồ của em hiện tại mặc bao nhiêu một bộ á, thì con mua cho em luôn Thảo ha. Dạ. Con mua cho em giúp chú, tại vì bây giờ chú không biết là con mặc như thế nào nữa, rồi cho nên là cũng khó. Là cái phần 1 triệu này là chú sẽ gửi riêng cho con để con cầm con mua đồ nha, cái này mua đồ quần áo á.
rồi cô chú hỗ trợ cho 500 ngàn là một cái phần quà, một cái phần quà cho gia đình đó cộng thêm. Thì 1 triệu còn lại là mua thực phẩm nè. Thì nãy chú có ghé chợ, chú mua cái đồ, ví dụ như đây, một bọc ở đây nặng lắm, cá hộp nè, rồi bột ngọt nè, rồi nước tương, rồi nước mắm, rồi xà bông, đường, chao, với lại là dầu ăn, nói chung là đủ mấy cái đồ mà mình gia vị đồ này kia á chị ha. Đây em mua đây nè. Rồi ngoài ra em mua cái chai xà bông gội đầu cho mấy mẹ con á. Cái này là về cái phần thực phẩm, rồi dầu ăn đồ nữa, trong này là đủ đồ hết trơn, nói chung là chỉ thiếu giống như là tỏi tiêu đồ này kia thôi. Dạ. Đó. Với lại là em mua 25 kg gạo, mỗi ký là 16 ngàn, là gạo ngon là 400 ngàn. Với lại đây cô chú có nhờ em mua thịt á, thịt heo quay đồ để mình kho mình ăn từ từ á chị. Nhưng mà tại vì giờ này em đi trưa quá rồi chợ người ta không có còn bán nữa. Thôi thế gì thì em mua một cái con gà này là 1,8 kg, là 1 kg 120 ngàn. Thì hồi nãy chỉ lấy chỉ có 200 ngàn thôi, đúng ra là 200 tới 210 mấy ngàn cô chú anh chị. Nhưng mà chỉ lấy 200 ngàn con gà này để cho mấy mẹ con bữa nay được có cái bữa ăn ngon ngon xíu. Là chúc con hoặc là mẹ gì đó chế biến cái món gì để mình ăn từ từ ha. Dạ. Rồi thì cái phần tiền còn lại là 5.500.000. Thì em xin được phép em trao lại cho gia đình mình luôn. Rồi có tiền này thì mai mốt mình cũng đủ trang trải ha chị ha. Sao vậy? Sao mà thấy gần gần đây? Hả? Chị có lời nào cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân mình không? Có. Dạ, vậy giờ mình nhận tiền trước đi ha, rồi mình cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân mình. Rồi đây thì chú trao cho con đại diện con nhận tiền giúp cho mẹ nha. Ở đây là 1 triệu nè, 1 triệu nè là tiền mua quần áo con ha. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 5.500.000 chị ha, là cái số tiền mà còn lại cô chú anh chị mình ủng hộ cho gia đình mình. Thứ nhất là có một người bạn giấu tên, thứ hai là cô Diệu Hạnh, thứ ba là cô chú nhóm Hoa Sen Chân Như ở bên Mỹ, ở bên California và Arizona. Ngoài ra thì cô chú anh chị bên nhóm Hoa Sen Chân Như cũng có gửi cho Quỳnh Trung một cái phần quà là 500.000 để tiền săn khổ để giúp đỡ những hoàn cảnh khác. Thì Quỳnh Trung cũng chân thành cảm ơn cô chú nhóm Hoa Sen Chân Như mình. Rồi thì hôm nay thì con nhận được cái phần tiền này thì con cảm nghĩ như thế nào khi ngày hôm nay mình cũng có được một cái số vốn nhỏ nhỏ hay khá khá rồi. Không biết nói sao. Không biết nói sao thôi, giờ con gửi lời cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân mình đi con. Con xin cảm ơn những cô chú đã giúp đỡ với ba mẹ con. Rất nhiều. Bé nói chung là kiểu như đời trước giờ ở trong này cô chú anh chị mà cũng chắc là trước giờ cũng chưa ai vào để mà giúp đỡ mình mua gạo hay là nãy kia để vô cho mấy mẹ con đúng không? Dạ. Hồi nãy thấy chú chạy vô có mừng không? Dạ có. Biết chú vô là thăm là có quà rồi đúng không? Dạ. Rồi con trai hôm nay như thế nào nói cho chú nghe coi. Dạ. Con ước mơ gì con nói lại cho chú nghe coi. Ước mơ có một xe đạp, con đạp xe đi học. Ước mơ có một cái chiếc xe đạp rồi đạp đi học rồi của chú anh chị mà không có. Đâu con hỏi vòng vòng đây có ai bán xe đạp rẻ rẻ chừng 500-600 ngàn gì không rồi mình mua. Dạ không. Xe đạp từ giá chừng cả triệu trở lên đúng không con ha. Dạ. Dạ chị mình hôm nay thì suy nghĩ của mình như thế nào khi mà được hôm trước là không có nhà, em vô quay cũng hơi bất ngờ không có chị ở nhà đó. Thì hôm nay mình cũng có phần quà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mình hỗ trợ nè, chị gửi lời cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân mình nha. Dạ cũng cảm ơn nhiều mình. Dạ chị nhìn vô điện thoại đây là chị cảm ơn được cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mình đó. Cảm ơn nhiều vì được quà vậy đó, mừng. Dạ phần quà này thì mấy mẹ con mình ăn sẽ được bao lâu đây? Cũng hơi lâu. Dạ lâu là bao lâu? Thì một bao này chắc 1 tháng. Hai mẹ con ăn một ngày 2 lon, gia chịu 2 lon à, là 4 lon gạo à.
Vậy là sáng 2 lon rồi chiều 2 lon. Dạ. Là gia đình mình ăn một ngày vậy chỉ có 4 lon gạo thôi. Dạ. Dạ. Bao này thì 25kg của chú anh chị, gạo ngon. Nhưng mà nãy em mua chỗ mà anh bán gạo á, dạ, anh nói mình nấu cái này mình để nước ít thôi, nước chừa dừa thôi. Đó, rồi mình nấu thì ăn nó sẽ ngon hơn. Rồi cái con gà này thì bữa nay mình chế biến cái gì đó. Dạ. Món ngon ngon rồi mình ăn nha. Dạ. Rồi. Thì hôm nay thì em cũng ghé thăm mấy mẹ con với lại là thay mặt cô chú anh chị mình thường quân mình để giúp đỡ cho gia đình mình có những cái phần quà thế này. Quỳnh Trung cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình thường quân. Thứ nhất là một người bạn giấu tên. Thứ hai là cô Diệu Hạnh. Thứ ba là có cô chú Nhóm Hoa Sen Chân Như. Cũng cảm ơn thầy và chú Đức đã giúp đỡ hỗ trợ bà con mình ở Việt Nam thời gian vừa qua. Quỳnh Trung chân thành thay mặt cho ba mẹ con của bé Thảo gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị mình. Chúc cô chú anh chị mình luôn được nhiều sức khỏe, may mắn và làm ăn phát tài phát đạt. Dạ. Thì chắc là tới đây thì chú cũng hôm nay cũng làm tròn cái trách nhiệm rồi. Dạ. Chú hy vọng là cái ước mơ của con là có một chiếc xe đạp là sẽ được sớm thực hiện ha, để mà mình trả chiếc xe đạp đó cho người ta con hả? Rồi thì một lần nữa Quỳnh Trung chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình. Hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở một cái video sau ạ.